chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính công suất của một cái đèn led bất kỳ bằng cách dựa vào cái số lượng chip led và cái công suất của loại chip led mà nhà sản xuất người ta sử dụng. Đây là các bạn, mình sẽ tính công suất cái đèn led nha, dựa vào cái số lượng chip led và công suất của từng loại chip led. Mình sẽ lưu ý một vấn đề ở đây là cái phương pháp này là chỉ mang tính chất là tham khảo thôi nha. Và ngoài ra cái cách tính này nó có một vài sai số so với thực tế. Cái này nói chung là bất kỳ cái nào mình tính toán một đường mà thực tế nó sẽ có sai số một chênh lệch một chút xíu nha. Rồi, ở đây tất cả các đèn led đó thường có trên thị trường nữa các bạn, nó sử dụng nhiều hai loại chip led nha. Thứ nhất là cái chip led này là chip led 2835, và loại chip led này là 5030. Thì trên thực tế có rất nhiều loại chip led mà người ta hay dùng, nhưng mà hai loại này là phổ biến nhất nha các bạn. Cái loại mà 2835 nè với 5030 là hai loại này là rất phổ biến ha. Thì trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đo và cách đọc tên chip led nè. Như ví dụ con chip led này nè, các bạn dùng cho mình một cái thước cặp ha. Rồi bạn kẹp đây nè, các bạn đo như con chip led này các bạn. Đâu, đây nè, các bạn đo thấy giá trị khoảng 35 nha các bạn. Rồi cái chiều này á, các bạn chưa được 3 nha các bạn, nó gần bằng 3 thôi, là cái này 28 mà chip led 2835 mà. Rồi còn đây là một con chip led 5030 nha các bạn, cái đo chiều từ anode cathode đó. Đây 50 nha các bạn. Rồi các bạn đo chiều ngang và chiều dọc ha. Cái này 30 ha. Đây giá trị 30. Đây là hai loại led bulb nha các bạn. Led bulb 3W và led bulb 9W. Còn đây là loại led nến nè. Led nến này nó sử dụng cái chip led là 5030 nha các bạn. 50 nè, các bạn thấy không? Còn chiều rộng của nó là 30 ha, đúng 30 nha các bạn. Led nến này có hai loại, một cái loại nó dùng là 5030, một loại nó dùng là 2835. Đây là chip led 2835 nha các bạn. Thì đối với hai chip led này á, cái chip led là 2835 á thì nó có công suất hay phổ sử dụng phổ biến nhất là 0.2W. Là một con chip led đó. Nè. Cái công suất của một con này nè là nó công suất nó khoảng 0.2W nha, khi nó sáng á. Còn cái con chip led 5030 á là cái công suất của nó là có nhiều loại nha các bạn. Thông thường nó có loại là 0.2W nè, rồi 0.25W nè, 0.5W nè, rồi 1W. Nói chung tùy loại, nhưng mà ở đây mình sẽ xét và hai cái loại công suất phổ biến của nó. Cái công suất phổ biến của 5030 là 0.5W ha. Có loại 1W nữa. Thì đây cái công suất cái đèn led này á thì các bạn tính như thế nào? Ở đây mình đưa ra một cái, đây là cái công thức tính tham khảo nha các bạn. Nè, cái công cách tính công suất đèn led á, nó sẽ bằng là cái công suất của chip led các bạn nhân với số lượng chip led trong cái bóng đèn. Các bạn xem kỹ cho mình nha, cái công suất chip led nè với số lượng chip led
hai cái này nhân, hai chỉ số này nhân với nhau. Mình giả sử đi, nó sử dụng chiplet, nó dùng 2835 á, hoặc là 5030, thì các bạn lấy cái công suất là như ví dụ công suất của cái chiplet nó dùng 2835 á là 2W đi, 0.2W, thì nó sẽ nhân với số lượng của chiplet, hoặc là dùng chiplet 5030 thì nó sẽ dùng 0.2, 0.5 nhân với số lượng chiplet. Rồi ở đây á, mình sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn thấy rõ hơn ha. Như mình sử dụng cái đèn led nến trước nha, đèn led nến 3W. Đây là hai loại đèn led nến nha các bạn. Cái đèn này mặc định là 3W nha, thì cái chơi thông số của nhà sản xuất nó đều 3W ha. Thì đối với hai loại này thì các bạn có thể lúc đầu các bạn chưa biết là cái công suất thực tế của nó là bao nhiêu watt, thì các bạn có thể nhìn vào chip led nè, các bạn đo rồi các bạn biết ha. Như ở đây mình sẽ dùng con chip led này nè các bạn. Đây, đây là cái đèn thứ nhất nha. Nó dùng cái chip led là 2835. Thì một con chip led ở đây á, cái công suất của nó là 0.2W nha bạn. Các bạn lấy 0.2 nè. Các bạn nhân với, ở đây các bạn nhìn đếm, các bạn đếm như số lượng chip led nè, 2 nè, đánh dấu đi, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, mà là ở hàng dưới là 12 nha các bạn, hàng trên là 15 chip led nha các bạn, tổng số là 15 con ha. Các bạn lấy 0.2 nè, các bạn nhân với 15, đây 0.2W nè các bạn. Thì chip led nó dùng chip led là 2835 ha, là các bạn nhân ra nó ra là khoảng 3W nha các bạn. Nè, 0.2 nhân 15 là 3W ha. Thì các bạn nốt vô cái đèn này á, các bạn chưa biết công suất các bạn ghi chữ 3W đây. Đây là cái đèn led 3W. Rồi tiếp theo đây á, nó cũng dùng cái đèn led như thế này nha các bạn. Thì ở đây nó dùng cái chip led là 5030 ha. Cái công suất của một con chip led là 0.5W. Thì các bạn nhân lấy 0.5 nè. Các bạn nhân với số lượng chip led trong thanh này là bao nhiêu? 6 con nha các bạn. Một thanh đó là 2 con ha, bên trong bên ngoài á. Ở đây mình có 3 thanh đó, là tổng số là 6 con ha. Cái này cũng là 3W thôi nha các bạn. Đây nè, các bạn lấy 0.5 nè, các bạn nhân với 6, tổng số là 6 con led ha. Đó là 3W. Ở đây các bạn nốt vô đây là 3W luôn nha. Là cái đèn led này, đèn led nến candle này là cái công suất của nó là 3W ha. Tương tự đây cái đèn led bulb nha các bạn. Led bulb này cái công suất của nó là, các bạn nhìn thấy không, ở đây nó dùng cái chip led là 5030 luôn, và ở đây có 6 con chip led là 1 2 3 4 5 6, là 6 con chip led. Là các bạn lấy 0.5 nè, các bạn nhân 6 là nó cũng ra 3W luôn nha. Cái đèn này led này là đèn led 3W. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu và cái đèn led bulb. Đây là led bulb nào các bạn. Công suất của nó là 9W nha các bạn. Ở đây nó dùng cái chip led là 2835 ha. Đèn led bulb nha các bạn. Thứ nhất là các bạn nhìn cái công suất của nó không? Đây là cái công suất của nó là 9W ở đây nè. Đã đánh dấu là 9W nè các bạn. Rồi mình có thể tính được cái công suất như thế này không? Thì các bạn nhìn thấy nè, cái số lượng trong cái này á là có 45 con led này nha các bạn.
Để ý nè, 45 led nè. Nó dùng cái chip led là 2835 ha. 2835. Bây giờ dùng chip led này các bạn. 2835 mà cái công suất, cái số lượng chip led trong cái vỉ này là 45 led. Nè. Một led là 0.2W nè các bạn. Nó dùng chip led 2835 thì mình sẽ ghi là 0.2 0.2 nhân với 45. Có thấy không? Cái số lượng chip led là 45 chip led. Thì đây là 0.2 nhân 45 nó ra là 9W nha các bạn. Mà thấy không? Netbook là 9W. Vậy nó đúng bằng cái số lượng công suất mà trên cái nhà sản xuất nó ghi là bằng 9W luôn rồi. Đó, bạn tính được cái số lượng chip led mà các bạn ra được cái công suất của đèn led luôn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ thử tính cái công suất của đèn led chữ U á. Cái công suất nó ghi là 24W nha các bạn. Ở đây nó dùng cái chip led là 2835 nha. Mỗi con chip led là 0.2W nha. Rồi các bạn nhìn nè. Cái đèn led như thế này á. Các bạn thấy không? Nó sẽ nó ghi là 24W. Đây là 24W nha các bạn. Công suất của nó nè. Thì đây mình sẽ tính được cái công suất nó như thế nào. Mình giả sử đi, cái đèn này nó bay tem, bay nhãn vậy á. Rồi các bạn có thể nhìn qua cái đèn led các bạn tính được. Rồi, ở đây mình sẽ đếm thử một led một thanh nha các bạn. Một thanh của nó là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16 nè. Một thanh này á là có 16 led nha các bạn. Một thanh nè 16 led. Ở đây mình có mấy thanh? Một cái chữ U này các bạn là có 2 thanh ha. 2 thanh và là 4 chữ U á là 8 thanh nha các bạn. 16 led nhân với 8 thanh. Rồi từ đây các bạn có thể tính được cái công suất của nó không các bạn? Nè, một chiếc led của nó là mình là 0.2W ha. 0.2 thì các bạn nhân với cái số lượng led một thanh đó là 16 led ha. Nhân 16 và nhân với 8. Các bạn thấy không? Rồi đây mình sẽ bấm máy tính nha. Các bạn lấy 0.2 nè. Các bạn nhân với 16 ha. Rồi các bạn nhân với là 8. Rồi, nó ra ra với chị là 25.6 ha. Có nghĩa là tính toán trên lý thuyết á là mình ra cái giá trị là 25.6W. Các bạn thấy không? Nhưng mà thực tế trên bóng đèn này á chỉ có 24W thôi. Đây cái chị mình tính nè các bạn. Là nó có một cái sai số nha các bạn. Nè, có sai số ha. Thì đây là cái tính và lý thuyết nha các bạn.
và giữa thi lý thuyết và thực tế là sẽ có một chút sai số, nhưng mà cái này trong phạm vi cho phép ha, thì các bạn có thể tính được. Như cái đèn led này á, cái công suất nó tầm khoảng 24-25W là ok ha. Thì các bạn chưa biết, nếu mà các bạn nó bị bay mất tem 24W á, thì các bạn có thể tính được cái tầm cái đèn led này á, cái công suất khoảng là 25W ha, chỉ sai số khoảng 1W thôi. Vậy là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn tính được cái công suất của đèn led nè, mà khi mà nó bị bay tem hoặc bay màu gì không có biết được cái công suất của đèn led bất kỳ. Các bạn có thể dựa vào nè cái số lượng chip led nè và cái công suất của loại chip led mà các bạn tính ra. Thì cái cách tính ở đây của mình đó là các bạn vô lấy công suất cái chip led, các bạn nhân với số lượng chip led trong cái đèn. Ở đây là như đa phần á, nó sử dụng là hai loại chip led là 2835 ha. Cái công suất phổ biến nhất của nó là 0.2W nha các bạn, hoặc là nó dùng cái con chip led là 5030, cái công suất của nó là khoảng 0.5W nha. Nói chung là mỗi cái con chip led như thế này á, có nhiều loại công suất khác nhau, nhưng mà loại phổ biến á, nó sử dụng là 0.2W hoặc là 0.5W hoặc 1W. Rồi những cái chip led này á, các bạn có thể dựa ở đây nè, các bạn tra data sheet nha. Trên Google các bạn có thể search cái công suất chip led, rồi các bạn tính được cái những cái loại chip công suất như thế này nè, của từng loại chip led nó tiêu thụ công suất như thế nào. Rồi, và là video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ hướng dẫn tư vấn cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.